để thực hiện kết luận nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030. Trong đó đáng chú ý là việc sáp nhập huyện Hoa Lư với thành phố Ninh Bình. Theo rà soát của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, hiện một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh này có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, cần phải sáp nhập theo quy định. Việc sáp nhập vừa để đảm bảo quy định, vừa để đáp ứng yêu cầu quá trình đổi mới của đất nước, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là những giá trị di sản văn hóa lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình dự kiến hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đặc biệt, sẽ tiến hành hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là đô thị cố đô di sản, dựa trên nền tảng giá trị văn hóa lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An. Ngoài ra, thành phố Tam Điệp cũng sẽ được mở rộng địa giới hành chính, phát triển theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp dịch vụ, kết nối và chuyển tiếp hài hòa, phù hợp với vùng di sản Tràng An. Tiếp đó, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại, có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính là vấn đề hệ trọng, chạm đến tâm tư, tình cảm, truyền thống văn hóa của nhân dân. Do đó, ông Huấn đặt ra yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian mới cho phát triển, xử lý mối quan hệ giữa ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giữa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với đô thị hóa và xây dựng đô thị văn minh hiện đại, giàu bản sắc.